nè, phong cảnh của chợ Phước Lộc Thọ. Phước Lộc Thọ là gì đây? Cái này đây. Y như Thương Xá Tax ở Sài Gòn vậy đó. Giống cái nào? Thương Xá Tax ở Sài Gòn. Nè, cũng bán đủ các đồ lưu niệm, hộp xoàn, rồi đồ ăn, đồ đủ, đồ từ lưa hộp mưa. Giống như Sài Gòn vậy thôi. Giống như Sài Gòn hả? Đây gần đây là mấy cái tiệm vàng. Cái bên này nè. Wow. Hồi trước trên này có nhiều tiệm ấy lắm ạ. Quay toàn học sàn thôi, có gì đâu quay. Hồi xưa cái này